Xin chào tất cả các anh chị em cùng các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia một chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng là 25 tỷ tập cần quan tâm này các bạn. Chương trình AirGroup này random cho 2,5 ngàn người may mắn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở cái link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kênh group nữa. Trên Telegram bằng xôn xào kênh group các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Bằng 5 các bạn lướt cấp trang các bạn mới xôn xào group được. 4.1.5 nè các bạn. Rồi mình đã xôn xào group được rồi. Rồi tiếp tục các bạn xôn tiếp kênh seller nè. Các bạn không xôn cấp trang là các bạn không có được tham gia nữa nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xôn tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter và copy hashtag từ chữ quantum đến chữ quantum nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn vì mình đã follow rồi bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè, các bạn chụp dẫn như tao quýt nè, các bạn dán hashtag tới vào tan ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi xuống đây các bạn về việc khai báo thôi các bạn. Điều đầu tiên các bạn địa chỉ email của mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter các bạn đã follow dán. Tiếp tục các bạn gửi lên cái link retweet nè. Thì bạn mở tài Twitter của tất cả các bạn ra nha. Bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đăng tài tweet nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bạn nhắn vô đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram. Thì các bạn mở Telegram của mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một setting nè. Rồi các bạn sẽ thấy được username của mình cho năm chỗ này nha các bạn. A cộng 5 số 2. Đã quên copy ta. A cộng 5 số 2 nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ bên B Smart Chain Chocolate của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BC của mình lại nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục vào lưới cấp tra để mình tính nha các bạn. Cấp tra này hơi khó các bạn. Rồi thì cấp tra đây thì các bạn là 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 2 = 24. Rồi các bạn chọn 24 nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa chính xác không các bạn. Rồi chính xác các bạn gỡ. Rồi bạn gỡ xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này group ăn chia tổng giải thưởng là 25 tỷ tập cần quan tâm đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. 250 tỷ chứ.